sang nắp củ Pháp. Nhất là trước mặt các bạn đang có 3 chiếc máy xăng. Một chiếc là máy cắt cỏ này, còn 2 chiếc là máy bơm nước. Máy bơm nước, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nắp củ Pháp trên 2 chiếc máy xăng cu le này. Bởi vì phần lớn là nhà các bạn làm nông thì đều có máy xăng. Máy xăng thì khi các bạn không bơm nước nữa thì các bạn muốn tận dụng để lắp cái củ phát điện lên thì để sử dụng sinh hoạt trong khi mất điện thì các bạn có thể tận dụng những chiếc máy này. Chỉ mất mấy phút là các bạn có thể lắp được. Hoặc là bạn nào mà làm thợ xe máy ấy, thì có thể là tận dụng những cái vô lăng này ấy, và bớt chút thời gian là các bạn cũng có thể là tự chế cho mình những cái củ phát điện để phục vụ những cái lúc mà bị cúp điện. Các bạn có thể dùng được hai cái quạt, hai cái bóng. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn xem về cách lắp ra những cái củ phát này. Dòng máy xăng thì nó có hai loại, nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết được hai chiếc máy xăng nó khác nhau như thế nào. Chiếc máy xăng này thì trục nó nhỏ, đây máy xăng này trục nó nhỏ hơn, còn máy xăng này trục 15 nhá, trục 15 trục bằng này, trục bằng. Còn cái dòng này là trục gen ngoài, dòng này trục gen ngoài bắt ốc ngoài, còn dòng này là bắt ốc trong. Còn cái mà nắp củ phát thì nó đơn giản thôi. Nắp củ phát thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nắp cái củ phát và hai cái quạt điện. Trước tiên là các bạn sẽ phải làm cho mình những cái cuộn đèn như thế này, cuộn đèn và tháo ra để quấn thành cuộn 220V nhá. Đây là đấy, các bạn nhìn không? Rất là đẹp. Bóng đẹp mịn màng nhá. Đấy. Quấn này là quấn phải cầu kỳ lắm các bạn ạ, chứ không phải là cứ cho lên máy mà chạy tít mồ lên đâu. Quấn phải có hàng có lối, nó phải chuẩn. Công việc là các bạn chỉ việc làm xong hai cuộn đèn này và bắt vào cái gông này thôi. Đấy, các bạn sẽ bắt nó vào như này. Ngoài ra thì mình cũng đã đột những cái lỗ như này rồi. Các cái lỗ này thì nó có độ chính xác rồi các bạn nhé. Đây. Cái này thì các bạn chỉ việc úp lên đây. Đấy, bạn nào muốn mua cái đĩa như này nhá. Đấy, đây là mình có cái lỗ này để mình cho dây ra đây cho nó gọn này. Đấy, cho dây ra đây cho gọn. Đấy, tạm thời mình nhấc ra nhé. Đấy, thì như mấy video là mình đã nói rồi, cái vị trí lỗ này ấy, thì tất cả các máy nó đều trùng khớp nhau. Đấy, cho nên là chính vì thế là các bạn chỉ cần mua cái đĩa này thôi. Nhà các bạn có máy xăng loại nào thì cũng lắp được nhá. Ngoài trừ máy cắt cỏ, máy cắt cỏ thì nó khác. Còn những cái máy xăng này, máy 5.5, máy 4.8, còn những cái máy này ấy, máy loại nhỏ này ấy, thì cũng dùng chung nhá. Máy loại nhỏ này thì cũng dùng chung được này. Đây mình sẽ tháo ra. Đấy, cho nên là các bạn để mà lắp ráp ấy, các bạn chỉ cần mua cái đĩa này thôi. Còn là mua hai cuộn đèn, bạn nào có vô lăng thì tận dụng vô lăng của mình. Đấy, tháo ra cái máy này. Hôm nay mình sẽ gửi luôn cho khách cả cái máy này luôn, vì khách hàng họ muốn mua trọn gói luôn cả cái máy mới này luôn. Đấy, cái thao tác tháo ra tháo vào này.
ra tháo vào chỉ còn 4 con ốc thôi. 4 con ốc. Thì tất cả những cái đĩa này nhá. Những cái đĩa này là mình làm nó giống nhau hết này. Đấy, anh bạn nào có nhu cầu ấy thì một là mua thêm đĩa này, hai là mua chọn gói tất cả thì các bạn chỉ việc về lắp ráp thôi. Đấy. Đây nữa, cái đĩa này vào cái máy này cũng giống nhau này. Đấy. Còn nhiều video mình cũng đang hướng dẫn về lắp vào xe máy nhá. Vừa rồi chủ yếu là mình đi vào dòng xe máy. Đây là cái đĩa này để lắp vào xe máy này. Lắp vào xe máy. Đấy, bạn nào muốn mua đây gọi là cái trục cái đĩa nhá. Nhiều bạn cứ hỏi mình là bán cho em cái trục. Mua đầu cái trục này về không thì các bạn không làm được gì. Các bạn phải có cả cái đĩa này. Đấy, cứ hỏi độc mua trục không thì về giải quyết được cái việc gì đâu. Đây là một bộ hoàn thiện của nó đây. Một bộ hoàn thiện đây. Đấy, một bộ hoàn thiện. Hoàn thiện cái này là bằng sắt thì các bạn nhé. Gen sắt, đĩa sắt. Trong này nó có các viên đạn gọi là cabi này. Đấy. Bạn nào mà làm thợ xe máy thì chỉ cần cái bộ này thôi. Bộ này thôi, còn các bạn về có thể là tự làm ra này, hoặc là các bạn muốn mua chọn gói thì mình cung cấp. Đây, mình số lượng làm ra rất là nhiều. Rất là nhiều. Cái bơm này ấy, thì hôm nay là trước khi để mà lắp bơm ấy, lắp củ phát ấy, thì mình cũng hướng dẫn luôn cho các bạn cách thay đổi cái đầu bơm mút giống tướng quan vào cái máy xăng này. Trước khi hướng dẫn củ phát thì mình lại hướng dẫn thêm cho các bạn xem về cái máy này gọi là máy trục đầu bằng trục 15 các bạn nhé. Trục 15 thì để mà lắp được cái bơm hút giếng ấy, bơm đẩy này, để lắp được cái bơm đẩy này ấy thì các bạn phải có một cái trục lối này. Đấy, mình sẽ cung cấp cái trục lối này nhé. Mình cung cấp cái trục lối này này. Trục lối này nhằm mục đích để vặn được cái cánh quạt này. Vặn cánh quạt này và sẽ lắp cái chân là chân dài. Đây. Cái chân dài là lắp vào cái máy này. Đấy thì nó sẽ có một cái trục lối này. Nó có trục lối ra ngoài này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó có cái trục lối này để lắp chân dài nhé. Trục lối này lắp chân dài cho lắp chân nhôm dài cho vào cái máy trục đầu bằng. Còn bạn nào mà đang dùng cái máy này ấy, đang dùng cái máy này mà dùng cái bơm 76 to này nhá. Các bạn mà đang dùng cái bơm 76 to này. Các bạn đang dùng bơm 76 to á thì các bạn muốn sử dụng cái bơm đẩy hút giếng khoan này ấy, thì các bạn sẽ không phải dùng trục lối nữa. Không phải dùng cái trục lối nữa. Các bạn chỉ việc lắp thẳng vào đây thôi. Lắp thẳng vào đây. Nhưng đây là mình đang để cái bát củ phát nên là đút nó vướng cái này. Đấy, hôm nay mình chủ yếu là hướng dẫn lắp củ phát thôi. Còn bạn nào mà muốn thay đổi đầu bơm nhá thì các bạn liên hệ cho mình sẽ cung cấp các cái sên bơm. Mình sẽ cung cấp các cái sên bơm để bơm giếng khoan hoặc là bơm đẩy lên đồi này. Đấy, bơm này hút được giếng khoan là bơm đẩy lên đồi nhá. Đấy, các bạn máy của các bạn như thế nào thì các bạn báo cho mình. Dòng máy trục đầu bằng này thì nó phải đi theo cái trục lối. Đi theo cái trục lối này. Trục lối này để lắp được cái cánh quạt này. Lắp được cái cánh quạt này. Và bây giờ mình sẽ đi tập trung vào cái vấn đề chế củ phát thôi. Củ phát của bạn nào mà muốn nhu cầu mà sử dụng các cái loại bơm ấy, bơm kéo dây cu loa này, đấy kéo dây cu loa nhá, hoặc là bơm lắp vào xe máy á, bơm lắp vào xe máy thì mình cũng có rất nhiều sản phẩm chế vào xe máy. Bạn nào muốn tham khảo những cái sản phẩm bơm vào xe máy thì cứ gõ là máy bơm nước bằng động cơ xe máy, tài khoản của mình là Lê Xuân Quyết. Đấy, các bạn còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp về cách lắp củ phát. Ví dụ các bạn đang có một cái
máy này rồi, các bạn mình có thể tháo cái vỏ xin ra. Công việc còn lại là các bạn chỉ việc đốt hai cái sợi dây vào đây. Sợi dây đây mình chủ yếu để cho nó cố định cái dây cho nó không di chuyển ra vị trí khác rồi. Đấy, nó đơn giản này. Bắt hai con ốc. Hôm nay mình làm này là cũng là khách hàng họ mua luôn cả máy nên là mình sẽ gửi luôn cho họ cả một chiếc máy xăng này luôn. Máy này máy Mitsu loại trục gen ngoài này. Trục gen ngoài này các bạn chuyển đổi đầu bơm nó rất là tiện. Nó tiện hơn cái trục bằng này. Trục bằng thì lại phải có một cái trục lối ấy. Đấy, công việc nó chỉ có như vặn hai con ốc thôi. Các bạn vặn bốn con ốc là vặn cái đĩa này nhá. Và vặn hai con ốc để vặn cái quạt điện này. Việc tiếp theo là các bạn chỉ việc úp cái vô lăng vào là xong này. Úp vô lăng vào. Nhưng trước khi úp vô lăng nhé, úp vô lăng thì các bạn sẽ phải đặt cái căn này vào đây. Đấy. Tùy theo vô lăng mà căn dài căn ngắn nhé. Bởi vì có cái vô lăng cái chân này nó cao nhé. Chân này nó cao thì các bạn phải làm cái căn nó cao lên để tránh cái chạm quạt điện. Các bạn cũng phải có sự tính toán một chút chứ không phải là cứ úp vào là xong. Đấy, công việc lắp ráp một cái củ phát thì nó chỉ mất tầm 3 phút thôi mà. Tất cả có 6 con ốc và một con này nữa là 7 con ốc. Đấy, 7 con ốc là xong một chiếc máy này. Xong một chiếc máy. Tiếp theo mình sẽ lắp sang một con máy bên này nữa. Mình sẽ lắp sang con máy bên này. Mình lắp xong thì mình sẽ nổ máy luôn cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ cũng chỉ mất 3 phút thôi. Tức là 4 con ốc này. Lắp 4 con ốc này vào. Bởi vì cái đĩa này nó giống nhau hết các bạn nhé. Cái đĩa nó giống nhau và mình làm cái độ chính xác hết này. Đấy, các bạn chỉ việc siết 4 con ốc nhé. Và úp cái chân này vào thôi. Xỏ cho mình cái dây điện vào đây. Nhưng thôi, mình xỏ sau rồi. Đấy, cái con ốc này mình hàn để mình xỏ dây điện. Đây, việc còn lại các bạn chỉ việc bắt hai con ốc này này. Đấy, rồi đây. Thế là cũng chỉ là 6 con ốc này. 4 con này và hai con này, một con vô lăng nữa, tổng cộng là 7 con ốc. Đấy, các bạn chỉ việc 7 con ốc thôi, không phải căn chỉnh gì nhiều. Cứ vặn vào là độ chính xác rồi. Đấy, các bạn nhìn có độ chính xác rồi nha. Cái dòng vô lăng này ấy, vô lăng này thì mình có một cái bạc ở đây rồi. Mình bạc côn mình đóng vào đây để hạn chế cái tầm chạm quạt điện. Đấy, chỉ việc úp vào thôi. Không như cái máy bên này. Máy này thì mình lại có cái căn ở bên trong. Còn máy này ấy, máy này thì úp vào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái máy xăng này trước. Đây thì cũng như mọi lần, cái đồng hồ này là mình cũng đấu sẵn rồi. Mình đấu sẵn pick vào đây rồi. Đấu sẵn pick và mình sẽ đấu hai cái đầu ra này. Giật cho chú cái máy ạ. Ui. Đấy thì cái quá trình lắp ráp thì mình đã vừa lắp ráp cho các bạn xem rồi.
Đấy, cũng chỉ mất mấy phút đồng hồ là các bạn có thể lắp được một cái củ phát lên một cái máy xăng của mình. Hai cái đầu ra này thì các bạn chỉ việc cắm vào quạt thôi, không có âm dương gì đâu nhá. Cái này là điện 220. Đây là mình đang dùng hai quạt đây. Rất đơn giản, rất đơn giản các bạn nhé. Đấy, đây là chiếc máy thương hiệu của nó đây. Các bạn nào có nhu cầu thì mua luôn cả cái máy này, mình sẽ cung cấp luôn cả cái máy này nhé. Đây của China Trung Quốc đây, 3.600 vòng. Đây là 18.000. Cái này là GX160. Và con này là cái, con này là GX100 các bạn nhé. GX100 Mitsu, tên thương hiệu Mitsu, tên gọi Mitsu GX100. HP 97 mini. Đây là cái đồng hồ này thì mình mua là nó cũng vào 50.000 rồi. Nếu mà khách hàng muốn mua củ phát ấy, muốn mua thêm ấy thì mình sẽ gửi luôn cho các bạn cái đồng hồ này cộng thêm giá thành của nó là 50.000. Còn cách lắp ráp thì đơn giản thôi. Không có âm dương các bạn nhé, điện xoay chiều không có âm dương. Đây là hai cái chân này là vào ổ điện nhà các bạn, là các bạn biết luôn là điện nhà các bạn là bao nhiêu volt, nó báo bao volt. Đấy, các bạn chỉ cần cắm hai cái đường điện này vào phích điện trên tường này các bạn. Đấy, nguyên lý đấu nó là như thế. Ví dụ như là đấu vào cái hệ thống củ phát này cũng vậy thôi. Đây nữa. Đấy, nhiều bạn cứ hỏi là âm dương như thế nào nhưng thực ra cái này không có âm dương. Đấy, bây giờ mình sẽ lổ thử luôn cái máy này cho các bạn xem bóng đèn và hai cái quạt. Hai quạt đây. Mình sẽ lổ thử. Đây là hai cái đầu ra này. Hai đầu ra mình đấu xong rồi. Cái hệ thống đồng hồ này mình bỏ ra ngoài. Đây là mình vừa lắp thử nghiệm.